Xong, sau đây em xin đây trình bày cho báo gắm xem về cái đơn này nha. Cái đơn này mình nhận được 1 ký nè, ha, và mình nhận được nhiêu đây tem với đóng gói như thế này. Rồi mình xin gom lại và mình cân nha. Rồi muốn quay lên cái này đó, quay cái ký chưa nè, cái ký nè, đây ở số 0 nè ha, mình cân nè, được khoảng 1 ký giác nè ha. Rồi như khi mình đếm nè, báo gắm xem giùm. Đây mình đếm 2 tấm nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14 nè, 16 nè, 18 nè, 20 nè, 22, 24, 26, 28, đây 30 nè, 31 nè, 32 nè, 33 nè ha, 33 tấm, đơn hàng này là 35, thiếu 2 tấm, xin báo cáo khiếu nại giùm em.